văn, nhược tốt hoàng tâm, thống bất khả nhận giả, danh độn thi chú, thủ quân trụ lỗ hương, nhũ đầu thành giả nhất khỏa, chú tam thất biến, khẩu trung tức yết, bất hạng đa thiểu, lệnh biến thổ tức sái, thuận ngũ tân tử nhục. Chú, quân trụ lỗ hương, huân lục hương giả. Việc dịch, nếu bỗng nhiên đau nhói nơi tim, chịu không nổi, đây gọi là chứng độn thi chú, nên dùng quân trụ lỗ, lấy quả đã chín như nấm vú, tụng chú vào 21 biến, rồi nhai trong miệng và nuốt nước, không hạn nhiều ít, chừng nào mưỡng được mới thôi, y như thế bệnh sẽ lành, xong nên nhớ phải cử ngũ tân và rượu thịt. Quân trụ lỗ là vị thuốc huân lục hương. Lược giảng, nếu bỗng nhiên đau nhói nơi tim, chịu không nổi, đây gọi là chứng độn thi chú. Độn thi chú là gì? Là một loại bệnh do tà quỷ gây ra, quỷ nhập vào thân người, sau đó làm cho người này đau thấu tận tim gan. Nên dùng quân trụ lỗ. Quân trụ lỗ chính là vị thuốc huân lục hương hay nhũ hương, cũng là của loại thuốc. Lấy quả đã chín như núm vú. Loại quả này khi chín thì trông như núm vú. Được quả nào, lấy quả đó. Tụng chú vào 21 biến, sau đó tụng vào đó 21 biến chú. Mỗi quả tụng 21 biến chú đại bi, rồi nhai trong miệng và nuốt nước. Rồi nhai quả đó trong miệng và nuốt lấy nước. Không hạn nhiều ít, không giới hạn là ăn nhiều hay ít, không có số lượng. Chừng nào mử được mới thôi, nuốt lấy nước và nhổ cặn bã ra. Uống loại thuốc này sẽ có hiện tượng nôn mửa hoặc tiêu chảy. Y như thế bệnh sẽ lành. Nếu làm đúng như thế, bệnh sẽ lành. Xong nên nhớ phải cử ngũ tân và rượu thịt. Nhưng nên nhớ một điều, đó là không được ăn ngũ vị tân và các loại cay nồng, và không uống rượu, không ăn thịt. Hán văn, nhược bị hỏa thiêu sang, thủ nhiệt cù ma di, chủ tam thất biến, đồ sang thượng tức sái, chủ nhiệt cù ma di, điểu ngư thi. Việc dịch, nếu bị bỏng lửa thành lở loét, dùng phân trâu đen, tụng chú 21 biến mà thoa, bệnh sẽ lành. Lược giảng, nếu bị bỏng lửa thành lở loét, nếu như không may bị lửa đốt đến bỏng, vết bỏng bị lở loét, dùng phân trâu đen, tụng chú 21 biến mà thoa. Lấy phân con trâu đen, rồi tụng vào đó 21 biến chú đại bi, rồi thoa lên chỗ lở loét thì bệnh sẽ lành. Hán văn, nhược hoạn hồi trùng dẻo tâm, thủ cốt lỗ mọc già bán thăng, chú tam thất biến phục tức sái, trọng giả nhất thăng, trùng như lệ sách chu lai. Chú, cốt lỗ mọc già, bạch mã niệu giả. Việc dịch, nếu bị loại dung sáng cắn nơi tim, dùng nửa thang nước tiểu con ngựa bạch, như bệnh nặng thì một thang, gia trì chú 21 biến, uống vào loài trùng sẽ quyện ra như sợi dây, bệnh sẽ lành. Lược giảng, nếu bị loài dung sáng cắn nơi tim, có rất nhiều người rất gầy, tại sao những người đó lại gầy như vậy? Bởi vì trong bụng những người đó có rất nhiều dung sáng. Những người đó ăn bao nhiêu chất dinh dưỡng cũng bị loài dung sáng hút hết chất dinh dưỡng. Rồi những người như vậy rất hay đau bụng, đó là do có dung sáng trú ngụ ở trong ruột vậy. Có rất nhiều loài dung, nhưng có loài dung đủ đặc biệt thông minh. Chúng thông minh đến mức nào? Chúng ở trong bụng người, chúng hiểu con người nói chuyện, nó biết tâm tư quý vị muốn làm gì. Chính vì vậy mà tục ngữ có câu: ngươi không phải dung đủ trong bụng ta, sao ngươi hiểu được lòng ta? Từ điều này có thể hiểu, dung đủ biết quý vị suy nghĩ điều gì, muốn làm gì. Loại dung này, ngay cả khi quý vị uống sổ dung vào, cũng không cách nào tiêu diệt được chúng. Tại sao? Nếu như quý vị uống thuốc mà không biết mình uống, thì dung mới bị nhiễm thuốc. Còn quý vị chủ ý uống thuốc, thì dung sẽ biết. Dung mà biết thì thuốc sẽ không có tác dụng. Vì dung ở trong bụng quý vị, chúng biết quý vị uống thuốc nên chúng không ăn. Vậy nên thuốc sẽ không còn hiệu quả nữa.
Đôi khi có Dung còn biết nói, như tôi đã kể trước đây, có một bà lão ở Hồng Kông, trong bụng bà ta có một thứ gì đó có thể nói chuyện được. Đó không phải là loài Dung thông thường, mà là một loại quái vật. Loại Dung đũa này có cấu tạo rất đặc biệt để cư trú và cắn tim người. Khi nó cắn vào tim quý vị bị đau tim không chịu nổi. Vậy phải điều trị bằng cách nào? Dùng nửa thăng nước tiểu con ngựa bạch. Lấy nửa thăng, nửa lít nước tiểu của con ngựa bạch, gia trì chú 21 biến, sau đó tụng vào đó 21 biến chú đại bi. Như bệnh nặng thì một thăng, nếu như bệnh nặng thì uống một thăng, một lít, cứ tăng gấp đôi là được. Uống vào loài trùng sẽ quyện ra như sợi dây, bệnh sẽ lành. Sau khi uống thuốc vào thì loài trùng quyện ra như sợi dây, bởi vì có rất nhiều con chứ không phải một con. Khi chúng chui ra miệng, con này sẽ cắn đuôi con kia, con này cắn con kia mà ra trông giống như sợi dây, từ cách đại tiện mà ra theo phân, bệnh sẽ lành. Ha ha ha,